Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 21. Bấy giờ các trưởng tộc người Lê-vi đến gần thầy tế lễ Eleasa, Josue, con trai của Nun và các trưởng tộc của những chi phái Israel, nói cùng họ tại Silo trong xứ Canaan mà rằng: Đức Giê-hô-va đã cậy Môi-se truyền ban những thành cho chúng tôi ở và đất chung quanh thành đặng dùng cho súc vật chúng tôi. Vậy, dân Israel vâng mạng Đức Giê-hô-va, lấy trong sản nghiệp mình những thành sau này và đất chung quanh nó mà cấp cho người Lê-vi. Người ta bắt thăm cho các họ hàng kê hát. Những con cháu của thầy tế lễ A-rôn về dòng Lê-vi bắt thăm được 13 thành bởi trong chi phái Giu-đa, chi phái Si-mê-ôn và chi phái Bình-gia-min. Còn những con cháu khác của kê hát theo thăm được 10 cái thành của chi phái Ê-phra-im, của chi phái Đan và của phần nửa chi phái Ma-na-se. Đoạn, con cháu Gẹt-sôn theo thăm được 13 cái thành của chi phái Isaka, của chi phái A-se, của chi phái Nephtali và của phần nửa chi phái Manasse ở Ba-san. Con cháu Merari, tùy theo những họ hàng của chúng, được 12 cái thành của chi phái Ruben, của chi phái Gác và của chi phái Sabulon. Dân Israel bắt thăm, cấp cho người Lê-vi các thành đó với đất chung quanh, y như Đức Giê-hô-va đã cậy Môi-se truyền dặn cho. Vậy, dân Israel lấy trong chi phái Giu-đa và trong chi phái Si-mê-ôn các thành có chỉ tên đây mà cấp cho. Con cháu A-rôn về dòng Kê-hát là con trai Lê-vi được các thành ấy vì phần thứ nhất bắt thăm trúng về họ. Người ta bằng cấp cho họ thành Kiriat Araba. Araba là cha của Anát, tức là Hebron ở trên núi Giu-đa và đất chung quanh thành đó. Còn địa phận của thành và các làng nó thì người ta cấp cho Caleb con trai của Giê-phu-nê làm sản nghiệp. Người ta cấp cho con cháu thầy tế lễ A-rôn thành Hebron là thành ẩn náu cho kẻ sát nhân và đất chung quanh thành, Libna và đất chung quanh thành, Giạc-thia và đất chung quanh thành, Ê-thê-mô-a và đất chung quanh thành, Hô-lôn và đất chung quanh thành, Đê-bia và đất chung quanh thành, A-in và đất chung quanh thành, Du-ta và đất chung quanh thành, Bết-sê-mết và đất chung quanh thành. Hết thảy 9 cái thành của hai chi phái này. Người ta lại lấy trong chi phái Benjamin mà cấp cho họ Gabaon và đất chung quanh thành, Geba và đất chung quanh thành, Anatot và đất chung quanh thành, cùng Anmon và đất chung quanh thành. Hết thảy 4 cái thành. Cộng các thành của những thầy tế lễ, con cháu A-rôn là 13 cái thành với đất chung quanh. Những người Lê-vi thuộc về họ hàng con cháu khác của Kê-hát được mấy thành trong chi phái Ê-phra-im làm phần của mình. Người ta cấp cho họ Si-chem, thành ẩn náu cho kẻ sát nhân ở trên núi Ê-phra-im và đất chung quanh thành, Gê-se và đất chung quanh thành, Kíp-sa-im và đất chung quanh thành, Bết-hô-rôn và đất chung quanh thành. Hết thảy 4 cái thành. Người ta lấy trong chi phái Đan cấp cho họ En-thê-kê và đất chung quanh thành, Ghi-bê-thôn và đất chung quanh thành, A-gia-lôn và đất chung quanh thành, Gác-rim-môn và đất chung quanh thành. Hết thảy 4 cái thành. Lại lấy trong phân nửa chi phái Ma-na-se Tha-a-nát và đất chung quanh thành, Gác-rim-môn và đất chung quanh thành. Hết thảy 2 cái thành. Cộng là 10 cái thành và đất chung quanh thành cho những họ hàng của các con cháu khác của Kê-hát. Người ta cũng lấy trong phân nửa chi phái Ma-na-se thành Golan ở xứ Ba-san là thành ẩn náu cho kẻ sát nhân mà cấp cho con cháu Gẹt-sôn về các họ hàng Lê-vi và đất chung quanh thành ấy, Bết-e-ra và đất chung quanh thành. Hết thảy 2 cái thành. Lại lấy trong chi phái Isaka Kishion và đất chung quanh thành, Đáp-rác và đất chung quanh thành, Giạc-mút và đất chung quanh thành, En-ga-nim và đất chung quanh thành. Hết thảy
4 cái thành. Từ trong chi phái A-xe, lấy Mi-xe-an và đất chung quanh thành, Áp-đôn và đất chung quanh thành, Hên-cát và đất chung quanh thành, Rê-hốp và đất chung quanh thành. Hết thảy 4 cái thành. Cũng lấy trong chi phái Nephtali, thành Kê-đe ở Galilee là thành ẩn náu cho kẻ sát nhân và đất chung quanh, Ha-mốt-đô-rơ và đất chung quanh thành, Cạc-than và đất chung quanh thành. Hết thảy 3 cái thành. Cộng các thành của người Gạc-sôn tùy theo những họ hàng là 13 cái thành với đất chung quanh. Người ta cũng lấy trong chi phái Sa-bu-lôn mà cấp cho những họ hàng con cháu Merari, tức là những người Lê-vi sau chót, thành Dốc-nê-am và đất chung quanh thành, Cạc-ta và đất chung quanh thành, Đim-na và đất chung quanh thành, Na-ha-la và đất chung quanh thành. Hết thảy 4 cái thành. Từ trong chi phái Ru-bên, lấy thành Bết-xe và đất chung quanh thành, Giác-sa và đất chung quanh thành, Kê-đê-mốt và đất chung quanh thành, Mê-phát và đất chung quanh thành. Hết thảy 4 cái thành. Lại lấy trong chi phái Gác, thành Ra-mốt ở xứ Ga-la-át là thành ẩn náu cho kẻ sát nhân và đất chung quanh thành, Ma-ha-na-im và đất chung quanh thành, Hết-bôn và đất chung quanh thành, Gia-ê-xe và đất chung quanh thành. Hết thảy 4 cái thành. Cộng các thành cấp cho con cháu Merari tùy theo những họ hàng của chúng, tức là dư hậu các họ hàng Lê-vi, là 12 cái thành. Cộng các thành người Lê-vi ở giữa sản nghiệp dân Israel là 48 cái thành cùng đất chung quanh thành. Mỗi thành ấy đều có đất chung quanh, hết thảy thành cũng đều như vậy. Thế thì Đức Giê-hô-va ban cho Israel cả xứ mà Ngài đã thề ban cho tổ phụ họ. Dân Israel nhận làm sản nghiệp và ở tại đó. Đức Giê-hô-va làm cho tứ phía đều được an nghỉ, y như Ngài đã thề cùng tổ phụ họ. Chẳng có một kẻ thù nghịch nào còn đứng nổi trước mặt họ. Đức Giê-hô-va phó hết thảy kẻ thù nghịch vào tay họ. Trong các lời lành mà Đức Giê-hô-va đã phán cho nhà Israel, chẳng có một lời nào là không thành. Thảy đều ứng nghiệm hết. Chương 22. Bây giờ Giô-suê gọi người Ru-bên, người Gác và phân nửa chi phái Ma-na-xe mà nói rằng: Các ngươi đã giữ theo mọi điều Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va, truyền cho các ngươi và có vâng theo tiếng ta trong mọi điều ta dặn biểu. Trong khoảng lâu ngày nay, các ngươi không có bỏ anh em mình cho đến ngày nay và có vâng giữ mọi điều phải vâng giữ, tức là mạng lệnh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Nên bây giờ, Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi ban sự an nghỉ cho anh em các ngươi y như lời Ngài đã phán. Vậy, hãy đi trở về trại các ngươi trong xứ thuộc về các ngươi mà Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va đã ban cho các ngươi ở bên kia sông Giô-đanh. Song phải cẩn thận làm theo điều răn và luật pháp mà Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va đã truyền cho các ngươi, tức là thương yêu Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, đi theo đường lối Ngài, giữ các điều răn Ngài, chiếu mến Ngài và hết lòng hết ý phục sự Ngài. Giô-suê bàn chúc phước cho họ rồi cho họ về. Họ đều trở về trại mình. Vả, Môi-se đã ban cho phân nửa chi phái Ma-na-xe một sản nghiệp ở tại Ba-san, còn Giô-suê ban cho phân nửa kia một sản nghiệp chung với anh em mình ở bên này sông Giô-đanh về phía tây. Khi Giô-suê cho chúng trở về trại mình thì chúc phước cho và nói rằng: Các ngươi trở về trại mình có đem của cải rất nhiều, có lắm bầy súc vật cùng vàng, bạc, đồng, sắt và áo sống phủ phê. Hãy chia cho anh em mình của cướp được nơi thù nghịch các ngươi. Vậy người Ru-bên, người Gác và phân nửa chi phái Ma-na-xe lìa dân Israel tại Si-lô ở xứ Ca-na-an, đang trở về Ga-la-át là sản nghiệp mình mà mình đã nhận lấy theo mạng lệnh của Đức Giê-hô-va cậy Môi-se truyền cho. Khi đến trong địa hạt Giô-đanh thuộc về xứ Ca-na-an, thì người Ru-bên, người Gác và phân nửa chi phái Ma-na-xe lập một bàn thờ tại đó gần sông Giô-đanh. Bàn thờ ấy xem thấy rất cao lớn. Dân Israel nghe được người ta nói rằng: Kìa, người Ru-bên, người Gác và phân nửa chi phái Ma-na-xe đã lập một bàn thờ trong địa hạt Giô-đanh đối ngang xứ Ca-na-an bên cạnh dân Israel. Khi dân Israel hay được điều đó, cả hội chúng Israel bèn hiệp lại tại Si-lô, đặng kéo lên hãm đánh họ.
dân Israel sai Phinea, con trai thầy tế lễ Eleasa, đến cùng người Ruben, người Gác và phân nửa chi phái Manasse tại xứ Galaad. Cũng có 10 trưởng tộc theo người, một trưởng tộc cho mỗi chi phái Israel. Mỗi người trong họ là trưởng tộc của hàng ngàn người Israel. Chúng đến gần người Ruben, người Gác và phân nửa chi phái Manasse trong xứ Galaad mà nói rằng: cả hội chúng của Đức Giê-hô-va có hỏi như vậy: sự bất trung này mà các ngươi đã phạm cùng Đức Chúa Trời của Israel là chi? Vì sao ngày nay các ngươi bỏ Đức Giê-hô-va mà lập một bàn thờ đặng phản nghịch cùng Đức Giê-hô-va? Tội ác của Phê-ô gây vạ cho cả hội chúng của Đức Giê-hô-va mà đến bây giờ chúng ta chưa rửa sạch được, há là một việc nhỏ mọn cho chúng ta sao? Ngày nay các ngươi lại bỏ Đức Giê-hô-va ư? Vả, nếu ngày nay các ngươi phản nghịch cùng Đức Giê-hô-va, ngày mai chắc Ngài sẽ nổi giận cùng cả hội chúng Israel. Song nếu đất các ngươi nhận được bị ô uế, thì hãy đi qua đất mà Đức Giê-hô-va đã chiếm lấy, là nơi đã lập đền tạm của Đức Giê-hô-va, và hãy lập nghiệp ở giữa chúng ta, nhưng chớ phản nghịch cùng Đức Giê-hô-va và đừng phân rẽ chúng ta ra mà lập một bàn thờ kình địch cùng bàn thờ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta. A-can, con trai Sê-rách, há chẳng có phạm một tội bất trung về vật đáng diệt, và cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va há chẳng nổi phừng cùng cả hội chúng Israel sao? Và người ấy chẳng phải một mình chết vì tội mình đâu. Bây giờ, người Ruben, người Gác và phân nửa chi phái Manasseh đáp cùng trưởng tộc hàng ngàn người Israel mà rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời toàn năng, Giê-hô-va Đức Chúa Trời toàn năng biết điều đó và Israel sẽ rõ. Nếu ấy là phản nghịch, nếu là bất trung cùng Đức Giê-hô-va, thì ngày nay chớ cứu chúng tôi. Nếu chúng tôi có lập một bàn thờ đặng lìa bỏ Đức Giê-hô-va, nếu để dân của lễ thiêu, của lễ chay và của lễ thù ân tại đó, nguyện chính Đức Giê-hô-va đòi lại chúng tôi. Chúng tôi có ý lập bàn thờ, vì chúng tôi sợ con cháu của anh em một mai nói cùng con cháu chúng tôi rằng: các ngươi có chi chung cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel? Hỡi con cháu Ruben, con cháu Gác, Đức Giê-hô-va đã đặt sông Giô-đanh làm giới hạn giữa chúng ta và các ngươi. Các ngươi chẳng có phần chi nơi Đức Giê-hô-va. Như vậy, con cháu của anh em sẽ làm cho con cháu chúng tôi thôi kính sợ Đức Giê-hô-va. Bởi cơ đó, chúng tôi có nói rằng: chúng ta hãy lập một bàn thờ, chẳng phải để dân của lễ thiêu hay là dân hy sinh, nhưng để làm chứng giữa chúng tôi và anh em cùng con cháu sau chúng ta rằng chúng tôi dùng của lễ thiêu, của lễ chuộc tội và của lễ thù ân mà giữ cuộc thờ phượng của Đức Giê-hô-va trước mặt Ngài, hầu cho về sau con cháu anh em không nói cùng con cháu chúng tôi rằng các ngươi không có phần nơi Đức Giê-hô-va. Lại, chúng tôi có nói: khi nào họ sẽ nói điều đó cùng chúng tôi hay là nói cùng con cháu sau chúng tôi, thì chúng tôi sẽ nói: hãy xem hình dạng bàn thờ Đức Giê-hô-va mà tổ phụ chúng ta đã lập, nào phải dùng cho của lễ thiêu hay là dân hy sinh, nhưng để làm chứng giữa chúng tôi và các ngươi. Chúng tôi ngày nay quyết không có ý phản nghịch cùng Đức Giê-hô-va và lìa bỏ Ngài, mà lập một bàn thờ khác hơn bàn thờ trước mặt đền tạm của Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, đặng dùng nó dân của lễ thiêu, của lễ chay và dân hy sinh. Khi thầy tế lễ Phinea, các mục bá của hội chúng, các quan trưởng của hàng ngàn người Israel đi theo người, đã nghe những lời của người Ruben, người Gác và phân nửa chi phái Manasseh nói, thì đều lấy làm bằng lòng. Phinea, con trai thầy tế lễ Eleasa, nói cùng người Ruben, người Gác và người Manasseh mà rằng: ngày nay chúng tôi biết rằng Đức Giê-hô-va ngự giữa chúng ta, vì các ngươi không có phạm tội bất trung này cùng Đức Giê-hô-va. Như vậy, các ngươi đã giải cứu dân Israel khỏi tay Đức Giê-hô-va. Phinea, con trai thầy tế lễ Eleasa, cùng các quan trưởng từ giả người Ruben, người Gác ở xứ Galaad trở về xứ Canaan cùng dân Israel, thuật lại điều đã xảy qua. Việc này dân Israel lấy làm đẹp lòng, chúng bèn ngợi khen Đức Chúa Trời và chẳng còn toan kéo lên đánh người Ruben và người Gác đặng tàn hại xứ họ ở. Vì vậy, người Ruben và người Gác đặt tên bàn thờ là Ết, vì nói rằng nó làm chứng giữa chúng ta rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Chương 4. Kế đó tôi nhìn xem, này, một cái cửa mở ra trên trời,
và tiếng thứ nhất mà tôi đã nghe nói với tôi vang rầm như tiếng loa phán cùng tôi rằng: "Hãy lên đây, ta sẽ cho ngươi thấy điều sau này phải xảy đến." Tức thì tôi bị Thánh Linh cảm hóa, thấy một ngôi đặt tại trên trời. Trên ngôi có một đấng đương ngồi đó. Đấng ngồi đó rực rỡ như bích ngọc và mã não, có cái móng dáng như lục bửu thạch bao chung quanh ngôi. Chung quanh ngôi lại có 24 ngôi. Trên những ngôi ấy tôi thấy 24 trưởng lão ngồi, mặc áo trắng và đầu đội mão triều thiên vàng. Từ ngôi ra những chớp nhoáng, những tiếng cùng sấm, và 7 ngọn đèn sáng rực thắp trước ngôi. Đó là 7 vị thần của Đức Chúa Trời. Trước ngôi có như biển trong ngần giống thủy tinh, còn chính giữa và chung quanh có 4 con sanh vật, đằng trước, đằng sau, chỗ nào cũng có mắt. Con sanh vật thứ nhất giống như sư tử, con thứ nhì như bò đực, con thứ ba mặt như mặt người, con thứ tư như chim phụng hoàng đang bay. 4 con sanh vật ấy, mỗi con có 6 cánh, chung quanh mình và trong mình đều có mắt, ngày đêm lúc nào cũng nói luôn không dứt: "Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời, đấng toàn năng, trước đã có, nay hiện có, sau còn đến." Khi các sanh vật lấy những sự vinh hiển, tôn quý, cảm tạ mà dâng cho đấng ngự trên ngôi là đấng hằng sống đời đời, thì 24 trưởng lão sấp mình xuống trước mặt đấng ngự trên ngôi và thờ lại đấng hằng sống đời đời, rồi quăng mão triều thiên mình trước ngôi mà rằng: "Lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quý và quyền lực, vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên." Chương 5. Rồi tôi thấy trong tay hữu đấng ngồi trên ngôi một quyển sách viết cả trong lẫn ngoài, có đóng 7 cái ấn. Tôi cũng thấy một vị thiên sứ mạnh mẽ cất tiếng lớn kêu rằng: "Ai đáng mở quyển sách này và tháo những ấn này?" Dầu trên trời, dưới đất, bên dưới đất, không ai có thể mở quyển sách ấy hoặc nhìn xem nó nữa. Vì không có ai đáng mở quyển sách ấy hoặc nhìn xem nó nữa, nên tôi khóc dầm dề. Bây giờ, một người trong các trưởng lão nói với tôi rằng: "Chớ khóc, kìa, sư tử của chi phái Giuđa, tức là chồi của vua David, đã thắng, thì có thể mở quyển sách ấy và tháo 7 cái ấn ra." Tôi lại thấy chính giữa ngôi và 4 con sanh vật, cùng chính giữa các trưởng lão, có một chiên con ở đó như đã bị giết. Chiên con có 7 sừng và 7 mắt, là 7 vị thần của Đức Chúa Trời sai xuống khắp thế gian. Chiên con bước tới, lấy sách ở tay hữu đấng ngự trên ngôi. Khi lấy sách, 4 con sanh vật và 24 trưởng lão bèn sấp mình xuống trước mặt chiên con. Mỗi kẻ cầm một cây đàn và những bình vàng đầy hương. Đó là những lời cầu nguyện của các thánh. Chúng hát một bài ca mới rằng: "Ngài đáng lấy quyển sách mà mở những ấn ra, vì Ngài đã chịu giết, lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước. Và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta. Những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất." Đoạn tôi nhìn xem, nghe 4 bên ngôi và các sanh vật cùng các trưởng lão, có tiếng của vô số thiên sứ hàng muôn hàng ngàn, đồng nói lên một tiếng lớn rằng: "Chiên con đã chịu giết, đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quý, vinh hiển và ngợi khen." Tôi lại nghe mọi vật dựng nên trên trời, dưới đất, bên dưới đất, trên biển cùng mọi vật ở đó đều nói rằng: "Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được ngợi khen, tôn quý, vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời." Rồi 4 con sanh vật đều nói: "Amen." Và các trưởng lão sấp mình xuống mà thờ lại. Sách Khải Huyền, chương 6. Tôi nhìn xem, khi chiên con mở ấn thứ nhất trong 7 ấn, thì tôi thấy một con trong 4 con sinh vật nói tiếng như sấm rằng: "Hãy đến." Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa bạch,
người cưỡi ngựa có một cái cung. Có kẻ ban cho người một cái mão triều thiên, và người đi như kẻ đã thắng, lại đến đâu cũng thắng. Khi chiên con mở ấn thứ nhì, tôi nghe con sinh vật thứ nhì nói: "Hãy đến." Liền có con ngựa khác sắc hồng hiện ra. Kẻ ngồi trên ngựa được quyền cất lấy cuộc hòa bình khỏi thế gian, hầu cho người ta giết lẫn nhau. Và có kẻ ban cho người một thanh gươm lớn. Khi chiên con mở ấn thứ ba, tôi nghe con sinh vật thứ ba nói: "Hãy đến." Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa ô. Kẻ ngồi trên ngựa tay cầm cái cân. Tôi lại nghe ở giữa bốn con sinh vật như có tiếng nói rằng: "Một đấu lúa mì bán một denier, ba đấu mạch nha bán một denier, còn dầu và rượu chớ động đến." Khi chiên con mở ấn thứ tư, tôi nghe con sinh vật thứ tư nói: "Hãy đến." Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa vàng vàng hiện ra. Người cưỡi ngựa ấy tên là Sự Chết, và âm phủ theo sau người. Họ được quyền trên một góc tư thế gian, đặng sát hại dân sự bằng gươm dao, bằng đói kém, bằng dịch lệ và bằng các loài thú dữ trên đất. Khi chiên con mở ấn thứ năm, tôi thấy dưới bàn thờ có những linh hồn của kẻ đã chịu giết vì đạo Đức Chúa Trời và vì lời chứng họ đã làm. Chúng đều kêu lên lớn tiếng rằng: "Lạy Chúa là đấng thánh và chân thật. Chúa trì hoãn xét đoán và chẳng vì huyết chúng tôi báo thù những kẻ ở trên đất cho đến chừng nào." Có kẻ bèn cho họ mỗi người một cái áo trắng dài và có lời phán rằng: "Phải ở yên ít lâu nữa cho đến khi được đủ số người cùng làm việc, và anh em mình phải bị giết như mình vậy." Tôi nhìn xem, khi chiên con mở ấn thứ sáu thì có một cơn động đất lớn. Mặt trời bèn trở nên tối tăm như túi lông đen, cả mặt trăng trở nên như huyết. Các vì sao trên trời sa xuống đất như những trái xanh của một cây vả bị cơn gió lớn lung lay rụng xuống. Trời bị dời đi như quyển sách cuốn tròn, và hết thảy các núi các đảo bị quăng ra khỏi chỗ mình. Các vua ở trên đất, các quan lớn, các tướng quân, các kẻ giàu, các kẻ quyền thế, các kẻ tôi mọi, các người tự chủ đều ẩn mình trong hang hố cùng hòn đá lớn trên núi. Chúng nói với núi và đá lớn rằng: "Hãy rơi xuống chận trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của đấng ngự trên ngôi và khỏi cơn giận của chiên con, vì ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi?" Thi Thiên 58. Hỡi các con trai loài người, các ngươi làm thinh há công bình sao? Các ngươi há xét đoán ngay thẳng ư? Không, thật trong lòng các ngươi phạm sự gian ác. Tại trong xứ, các ngươi cân nhắc sự hung bạo của tay các ngươi. Kẻ ác bị sai lầm từ trong tử cung, chúng nó nói dối lầm lạc từ khi mới lọt lòng mẹ. Nọc độc chúng nó khác nào nọc độc con rắn. Chúng nó tợ như rắn hổ mang điếc, lấp tai lại, chẳng nghe tiếng thầy dụ nó, dẫu dụ nó giỏi đến ngần nào. Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy bẻ răng trong miệng chúng nó. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy gãi nanh của các sư tử tơ. Nguyện chúng nó tan ra như nước chảy. Khi người nhắm tên mình, nguyện tên đó dường như bị chặt đi. Nguyện chúng nó như con ốc tiêu mòn và mất đi, như thể một con sảo của người đàn bà không thấy mặt trời. Trước khi và các ngươi chưa nghe biết những gai, thì Ngài sẽ dùng trận trốt cất đem chúng nó đi, bất luận còn xanh hay cháy. Người công bình sẽ vui vẻ khi thấy sự báo thù. Người sẽ rửa chân mình trong huyết kẻ ác. Người ta sẽ nói rằng: "Quả hẳn có phần thưởng cho kẻ công bình. Quả hẳn có Đức Chúa Trời xét đoán trên đất." Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn, và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như
ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng, và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.